Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp trong nước nhập khẩu. Video ngày hôm nay lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romaxi 500 Plus được trang bị bộ chuyển động full Shimano SLX, bánh 27,5 inch khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm từ nhôm, thiết kế rất là đẹp. Với cái đường cắt kim cương ở đây thì chiếc xe nó rất là cơ bắp, tạo được cái độ đẹp của chiếc xe nên rất là nhiều. Khung chữ 27,5 tương đương với cả bánh và lốp là 27,5 inch khung nhôm. Bộ đùi trục rỗng nguyên bản của xe, chạy một bộ chuyển động Shimano SLX gần như là cao cấp nhất của dòng Shimano địa hình. Bị mũi líp to để hỗ trợ khi lên những đường núi đường dốc và tốt hơn. Bánh 27,5 inch nguyên bản, đũa tăm dẹt và đan rất là đẹp lại. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano SLX, phanh dầu của Techo, ghi đông các thứ còn nguyên bản Danta, thương hiệu phụ tùng sản xuất riêng của XDS. Trang bị bộ giảm xóc hơi cũng là nguyên bản của xe. Giám sát đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có cho bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m7, hơn 1m7 đi phù hợp. Kho này nó phải để cái đĩa nhỏ, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cứng xích, căng xích. Giá bán bên em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 11.300.000, một mức giá rất là tốt cho một chiếc xe tối hình cao, xóc dầu Shimano SLX bánh 27,5, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.